muốn da đẹp mà không dùng máy rửa mặt Foreo thì thua luôn nha, không bao giờ đẹp được đâu. Máy rửa mặt Foreo dòng Luna 4 này thì có rất là nhiều tính năng hay luôn, xem hết video để biết chi tiết nha. Hello, xin chào mọi người, lại là Tini đây. Hôm nay Tini sẽ review chi tiết em máy rửa mặt Foreo Luna 4 của nhà Foreo luôn. Thì bây giờ Tini mời các bạn cùng nhau bắt đầu vào nội dung chính luôn nha. Trước tiên thì mình sẽ nói về cái thiết kế bên ngoài của cái em máy rửa mặt Foreo Luna 4 này ha. Thì như các bạn thấy trên tay Tini đó, thì nó cái hình tạm gọi là hình bán nguyệt đi, chứ thật ra nó cũng không phải là bán nguyệt cho lắm nữa, tại vì nó hơi nhô lên như thế này đó. Thì ở mặt trước á là các phần gai máy nè, để cho chúng ta sử dụng thao tác đi lên trên da mặt nè. Mặt sau á là cái hình gợn sóng nè, để cho chúng ta massage, tại vì máy này có chức năng massage nữa đó. Thì chúng ta kết hợp dưới serum để mà massage chống lão hóa cho da chúng ta đó. Thì cơ bản là nó chỉ có hai mặt như thế này thôi, và ở chính giữa, ở mặt sau á, mà ở giữa thì nó có một cái nút nguồn, và hai bên nút nguồn á, thì có hai cái nút chức năng để chúng ta thay đổi chức năng máy, chức năng khi mà chúng ta đi máy trên da đó. Đó thì ở dưới này thì có cái lỗ ghim sạc, cái lỗ ghim sạc này là chống nước, cho nên là các bạn dùng xong các bạn cứ để vô giò nước sẽ thoải mái rửa sạch sẽ cái máy, rửa càng sạch càng tốt đó. Họ đừng lo không bao giờ có việc nước vô trong máy đâu nghe, trời ơi, cái máy này là siêu bền với lại là siêu chống nước luôn á đó. Rồi khi mà sạc thì chúng ta cứ ghim cái dây sạc vào, rồi cái đầu này thì cái đầu, một đầu thì ghim vào máy, một đầu thì ghim vào laptop, hoặc là một đầu là ghim vào củ sạc đều được, nó hết trơn á. Và nếu như mà bạn nào đã từng dùng Luna 3 hoặc các bạn đó từng tham khảo về cái máy Luna 3 rồi á, thì các bạn cũng biết là cái thiết kế của Luna 4 này nó giống hệt Luna 3, khác nhau tầm khoảng 2-3% nhỏ thôi, còn lại là giống hệt luôn á. Thì cái khác của cái em Luna 3 đó chính là ở cái máy Luna 4 này thì nó có thêm hai cái icon biểu tượng ở dưới đây nữa nè. Hai cái nút Luna 4 thì có thêm hai cái nút và có thêm hai cái biểu tượng ở dưới đây. Thì các bạn thấy là có cái chữ CE khắc ở trên máy này nè. Thì cái máy này là sản phẩm đáp ứng được những cái tiêu chuẩn của châu Âu. Còn ở bên đây thì có khắc chữ UKCE, thì nó thể hiện là cái sản phẩm này đạt được những cái chứng chỉ an toàn về sức khỏe cũng như là sắc đẹp của Vương quốc Anh. Đó thì nói chung là thể hiện ra là cái máy này nó được công nhận, được những cái nước gọi là khoa học tiên tiến, những cái nước mạnh nó công nhận và được dùng và được ưa chuộng rất là nhiều trên thế giới. Cho nên là chúng ta dùng thì chúng ta yên tâm về phần chất lượng của cái máy nha. Thì phần đích máy thì Tini sẽ không nói nhiều về cái tem đích máy, bởi vì theo như kinh nghiệm của Tini dùng máy rửa mặt Foreo thì tùy vào thời điểm mỗi một lô sản xuất thì nó sẽ có cái tem đích máy này nó có một sự thay đổi một chút xíu. Cho nên là ở đây mình chỉ cho các bạn xem thử, đây là những cái lô đầu tiên của máy thôi, thì sau này không biết là có thay đổi hay không, cho nên là các bạn cũng không cần quan tâm đến cái phần tem đích máy này nhiều ha. Đó, thì sơ cái thiết kế bên ngoài nó là như vậy. Nói một chút về công dụng của em máy rửa mặt Foreo Luna 4 này, thì máy rửa mặt đương nhiên là nó phải dùng để rửa mặt rồi đúng không mọi người. Và công dụng chính của em nó là làm sạch, loại bỏ bụi bẩn, cặn trang điểm cũng như là dầu thừa ở trên da mặt của chúng ta. Đó là công dụng chính. Ngoài ra em này còn có thêm một công dụng nữa là cái mặt sau này nè, là nó sẽ có khả năng massage, giúp săn chắc và chống lão hóa cho da chúng ta nữa. Thì bạn nào mà dùng hoặc là các bạn có nghiên cứu về máy rửa mặt Foreo á, thì các bạn để ý những cái dòng nào mà Luna rồi tới cái số á, thì nó sẽ có hai công dụng là rửa mặt và massage. Còn dòng nào Luna rồi tới chữ mini á, thì là cái dòng mini nhỏ nhỏ đó, thì là thường nó chỉ có công dụng làm sạch thôi. Để các bạn để ý chút xíu là các bạn biết chỗ này, tại này mình nói thêm thôi. Nói thêm một chút xíu về những cái tính năng cơ bản của máy rửa mặt Foreo mà Tini nghĩ là những cái này đó nó rất là cơ bản rồi, bởi vì những em này nó đã làm nên thương hiệu của Foreo rồi, ai mà nghiên cứu về Foreo cũng sẽ biết. Đó chính là cái gai silicone em này nè, thì cái máy bên ngoài nè, cái nhựa là nhựa ABS và kết hợp với silicone an toàn, cho nên là chúng ta dùng ở trên da của chúng ta nó sẽ nâng niu và nó sẽ dịu dàng cho làn da chúng ta lắm ha. Ngoài ra thì máy rửa mặt Foreo nổi tiếng là pin trâu, trâu cực kỳ luôn, cho nên nó là nói chung là cái phần pin trâu với lại cái phần chống nước là làm nên thương hiệu của em đó đó. Thì theo như hãng giới thiệu thì em Luna 4 này sẽ sử dụng được 600 lần, mỗi lần 1 phút nha các bạn, có nghĩa là dùng được 600 phút đó. Và riêng đối với em Luna 4 này á, thì cái gai silicone của em nó mềm hơn so với Luna 3 gấp 17%. Đó là cải tiến, những cái cải tiến của Luna 4 đó các bạn. Mềm hơn 17% nè. Rồi á, là nó có 3 cái chế độ làm sạch
so với Luna 3 thì nó chỉ Luna 3 chỉ có một chế độ làm sạch thôi, thì em này có tới 3 chế độ làm sạch lần và có 16 mức rung. Và cũng như những dòng máy cũ á, thì Luna 4 cũng có tính năng tìm máy nè, rồi em nó có 4 kiểu massage, massage cổ, massage miệng, massage má, nói chung là nhiều lắm. Các bạn vào app, có phiếu các bạn dùng, các bạn vào app thì các bạn chọn cái cách massage, cái chỗ, cái vùng massage mà các bạn thích đó, thì nó có massage ở 4 vùng và có tới 5 kiểu massage lận nha. Cái này là cái cải tiến này nha, cái này cải tiến Luna 3 không có, là có 5 kiểu massage cho chúng ta lựa chọn, kiểu giống như là ví dụ nha, mình ví dụ giống như là khi mà các bạn đi massage là các bạn đấm bóp nè, nó giống như là đấm bóp nè, rồi massage nhẹ 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 nè, đó là những cái kiểu nó như vậy á, chúng ta sẽ được quyền chọn những cái kiểu đó luôn. Các bạn thích kiểu nào thì các bạn vào app các bạn chọn. Thì Tini khá là thích cái cải tiến này bởi vì nó khá là hay, nói chung là những cái giây phút thư giãn của mình nó trở nên hứng thú hơn. Đối với máy rửa mặt Furo Luna 4 á, thì nó cũng có luôn cái tính năng là khóa an toàn cho chúng ta để mà đi du lịch nữa. Thì cái tính năng này, để kích hoạt cái tính năng này thì các bạn chỉ cần đè hai cái nút ở kế bên cái nút nguồn là được, đè liên tục trong 5 giây là nó sẽ khóa an toàn. Khi mà mình đi du lịch hoặc là mình để máy ở đâu đó ở trong cái tình trạng sốc á, thì chúng ta không có sợ là lỡ mà cấn cái nút nguồn á thì máy sẽ hoạt động, thì sẽ không có tình trạng đó. Khi nào dùng thì chúng ta mở khóa ra, vậy là rất là an toàn khi mà đi du lịch luôn. Luna 4 thì cũng có 3 màu cho chúng ta lựa chọn, tuy nhiên 3 màu nó sẽ tương ứng phù hợp với 3 loại da khác nhau, cho nên các bạn chú ý kỹ chỗ này để các bạn có thể chọn được cái màu máy làm sao mà để phù hợp với da các bạn nhất nha. Thì theo như hãng giới thiệu á, thì màu tím sẽ hợp với da nhạy cảm nè, da có nhiều mụn viêm nè và da khô, còn màu cam trái mơ giống như Tini đang cầm nè thì sẽ hợp với da thường. Còn một màu nữa đó là màu xanh hạt dẻ cười thì nó sẽ hợp với da hỗn hợp. Da hỗn hợp tức nghĩa là da có vùng dầu, có vùng khô, thì đó là gọi là da hỗn hợp đó. Thì nếu mà gặp tình trạng đó thì các bạn nên chọn màu xanh hạt dẻ cười. Tuy nhiên đó chỉ là hướng dẫn chọn màu của hãng thôi nha. Còn riêng đối với Tini, cái kinh nghiệm của Tini sau khi đã dùng ra một loạt các dòng máy rửa mặt của Furo cũng như là sử dụng gần như tất cả các màu của máy rửa mặt Furo rồi, thì các bạn thấy background của mình là các bạn thấy rồi ha. Gần như là tất cả các màu của máy rửa mặt Furo Tini đã dùng rồi, cho nên là Tini rất là hiểu về máy rửa mặt Furo. Đó, thì Tini khuyên các bạn là chọn máy rửa mặt, chọn màu máy của Furo theo tình trạng mụn của bạn chứ đừng theo tình trạng dầu. Tại vì nếu như mà bạn da dầu ít hay dầu nhiều gì á, chỉ cần các bạn dùng máy rửa mặt Furo thôi là nó sẽ loại sạch như nhau. Đó, các bạn đừng sợ, trời ơi, da tôi dầu quá thì dầu rồi, dùng cái máy da nhỏ hoặc cái máy màu tím này dành cho da nhạy cảm chắc nó không xin về. Sai lầm nha các bạn, sạch hết, sạch như nhau hết đó, nó loại sạch dầu như nhau. Nhưng nếu bạn nào có mụn trên da thì nó lại khác nha. Đó, nếu như bạn nào có mụn viêm, mụn mà có mụn mủ, hoặc là mụn mà các bạn sờ vào đau á, hoặc là các bạn da bạn nhạy cảm, dễ bị kích ứng và da khô, thì các bạn nên dùng màu tím và tuyệt đối chỉ dùng màu tím thôi, đừng dùng các màu khác. Còn nếu như da bạn không có những cái tình trạng đó thì bạn nên dùng màu cam, Tini đang cầm trên tay nè, màu cam trái mơ. Ngoài ra thì các bạn hạn chế dùng màu xanh hạt dẻ cười, tại vì cái màu đó là cái gai silicon của nó sẽ to hơn so với cái màu tím và màu cam này. Vì to hơn cho nên nó sẽ cái gai của nó sẽ có cái độ cứng hơn so với hai màu này, cứng hơn so với hai màu này thôi chứ không phải là bị cứng so với những cái hãng khác nha các bạn. Đó, thì nói chung là gai máy Furo 4 này, Luna 4 này á, thì nó đã cải tiến rất là nhiều, nó cũng đã mềm hơn so với Luna 3 rất là tốt rồi. Tuy nhiên so với hai cái màu tím và màu cam á, thì nó vẫn, cái màu xanh nó vẫn sẽ có độ cứng hơn một chút xíu. Thì chính vì cái độ cứng như vậy nó sẽ không phù hợp lắm đối với làn da của người châu Á của chúng mình, đặc biệt là da của các bạn nữ đó. Thì nếu như mà da bạn là có mụn nè, hoặc là da của bạn mà kiểu như đang bình thường á, bình thường cái nền nó không có được ổn định á, thì các bạn không nên dùng cái màu xanh hạt dẻ cười. Và đặc biệt bạn nào, nếu bạn nào thích cái màu xanh đó và các bạn muốn mua thì các bạn nên cân nhắc nha. Tại vì cái màu đó Tini cảm thấy là nó chỉ hợp cho bạn nào da trâu, thiệt là trâu, dùng một cái từ gọi là trâu bò luôn á, với lại là da khỏe ha, da không bị kích ứng nha, và da chưa từng bị nổi mụn, thì các bạn
cố gắng miễn cưỡng các bạn có thể dùng được màu đó, nhưng mà tuy nhiên vẫn không khuyến khích các bạn dùng màu đó đâu, tại vì cái màu đó mà dùng thời gian dài á thì nó cũng không có tốt cho cái nền da của mình đâu các bạn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là ý kiến của Tini thôi, còn sự lựa chọn cuối cùng vẫn là thuộc về các bạn nha. Rồi nãy giờ khen nhiều rồi ha, bây giờ tới chê à. Cái chê đầu tiên đó chính là giá. Trời ơi, giá nhìn muốn gớt con mắt ra luôn á các bạn. Trời, nhìn vô cái trời ơi, 279 đô, và thêm 10 đô ship đó là 289 đô. Bây giờ dành cho các bạn nào không để ý thì Webforo không có còn free ship nữa, lâu lâu mới được áp được mã free ship thôi, chứ hiện tại bây giờ là đều phải cộng thêm 10 đô ship, tức nghĩa là 289 đô, thì tính tương đương nhân tỷ giá ra là tầm khoảng 6 triệu 9 7 triệu, nằm trong khoảng đó. Đó là chưa kể là khi mà mình mua hàng ở trên Webforo, khi mà ship về Việt Nam á là mình còn bị tính thuế nữa nha. Đó thì thế rẻ nhất thì bèo bèo vậy cũng khoảng là thêm 35-50% nữa, thì các bạn tính đi mua cái máy trời xỉu. Cái chê thứ hai đó chính là máy khá là khó mua. Thì Tini biết các bạn sẽ nói rằng là trời, Việt Nam bán Foro đầy ở đầu khó mua à, nhưng không, Tini đang nói là máy rửa mặt Foro chính hãng có kèm bằng chứng mua hàng chính hãng. Chứ còn chính vì máy rửa mặt Foro Việt Nam bán đầy cho nên các bạn mới khó mua đó. Các bạn sẽ không biết đâu là máy xịn, đâu là máy không an toàn, máy kém chất lượng, đâu là nơi uy tín để các bạn mua, cho nên thành ra nó rất là khó mua. Việt Nam mình cái việc mà họ kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng nó rất là lỏng lẻo, cho nên nó làm những bạn nào, nói chung bạn nào có kinh nghiệm về máy rửa mặt Foro như mình đó, thì không nói mình nhìn cái hình phát mình biết liền. Còn đối với những bạn mới mua rồi mới tìm hiểu thì chắc chắn rất là dễ bị kiểu như bị loạn não ở trong tất cả những cái shop bán hàng á, trời ơi bán tùm lum tùm lá hết trơn á. Nhưng mà mình nhắc các bạn nhớ nè, máy rửa mặt Foro á quan trọng nhất á là cái phần cái bill mua hàng. Cái bill là cái gì? Là cái bằng chứng mua hàng của chúng ta đó. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái máy này nó hư á thì hãng sẽ có chế độ bảo hành 1-1 cho chúng ta trong 2 năm đầu đó. Nhưng nếu như mà các bạn không có bằng chứng mua hàng chính hãng thì hãng sẽ không có áp dụng cái chế độ đó cho chúng ta đó, thì chúng ta sẽ bị thiệt. Lúc này đây chúng ta sẽ bị thiệt thòi ở cái việc đó. Cho nên các bạn mua hàng máy rửa mặt Foro, mình không bắt buộc các bạn phải mua ở mình, các bạn mua ở đâu cũng được, nhưng các bạn nhớ là hãy chọn đúng máy rửa mặt chính hãng và có mã bill chính hãng đàng hoàng nha các bạn. Mã bill được hãng chấp nhận, chứ không phải là viết tờ giấy dưới tay, à đây là bill máy mặt Foro mua ngày mấy tháng mấy ra, à, cái đó không chơi nha các bạn. Đó, kể cả bill mà các bạn tự in, cái shop đó tự in cho các bạn thì vẫn không được luôn. Phải bill phải là những cái nơi phải gọi là cái gì ta, được Foro chấp nhận á, thì nói chung là cái vấn đề đó thì các bạn đọc kỹ, mình sẽ để phần link ở phần mô tả video này, thì cái link mà chi tiết để cho các bạn biết là cái cách thức bảo hành của Foro thế nào, là làm thế nào để nhận biết được cái bill mà hãng nó chấp nhận bảo hành, thì bạn đọc ở đó để các bạn tìm hiểu thêm đó. Chứ để mua bậy bạ dùng được vài bữa cái máy hư cái rồi xong mà bảo hành không được, cái cỡ như mình bỏ 60 triệu luôn á, trời 60 triệu là Tini tính rẻ cho các bạn rồi đó, các bạn còn phải thuế này kia các thứ nữa đó, bỏ tiền ủng lắm nha các bạn, cái máy này mấy triệu gần cả chục triệu luôn chứ đâu phải ít đâu đó. Cho nên là chọn nơi uy tín nha. Tini nói khó mua là cái vấn đề như vậy đó, thì nếu như mà các bạn chưa chọn được nơi uy tín thì các bạn có thể tham khảo mình. Mình có nhận mua hộ nha, mình không phải là đại lý Foro, mình không phải là shop, mà mình chỉ nhận mua hộ máy rửa mặt cho các bạn thôi. Mình sẽ mua trên trang web foro.com, trên web chính hãng luôn á, cho nên là có cái bằng chứng mua hàng, có bill mua hàng chi tiết cho các bạn yên tâm về cái vấn đề đó. Với cả là dành cho bạn nào chưa biết về Tini, bởi vì hãng đã book Tini làm riêng cho hãng một cái video hướng dẫn chọn máy rửa mặt Foro. Trời nhiều đó thôi, các bạn ghê không? Ghê không? Đó, là cái video đó đang được đăng ở trên web hãng luôn, và đường link mình để phần mô tả video này để cho các bạn biết thêm ha. Đó, trời ơi, nói gì thôi là biết tôi uy tín cỡ nào rồi. Yên tâm giao tiền cho tôi nha mọi người. Đó, thì nói chơi chứ các bạn có thể tìm hiểu uy tín của mình để những cái link tham khảo về uy tín của mình ở phần mô tả video này nha. Đó là hai cái vấn đề mà Tini cần chê ở em máy rửa mặt Foro Luna 4 này, đó chính là giá cao và khó mua.